lẽ nào lại phải kết thúc vì ngoại tình sao? Người đàn ông cũng không giải thích được lại còn chất vấn Hong Ju sao lại ở đây. Vợ cũ đáp ý, khoe khoang với Hong Ju, chỉ cần tôi lấy tay thì anh ta sẽ lập tức quay về bên tôi thôi. Hong Ju nhìn ra bộ mặt xấu xa của vợ cũ, bức tường trong lòng cô cũng sụp đổ. Cô đã làm sai cái gì chứ? Kết hôn hai lần mà cô đều gặp phải cha Nam. Về đến nhà, Hong Ju thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Cha Nam thấy Hong Ju muốn đi thì giơ tay ra cản lại. Sau chuyện này, Hong Ju cũng hiểu ra phẩm chất của người đàn ông này, biết anh ta không thể bỏ được thói xấu đó. Hai người cũng vì thế mà xa cách. Họ không biết đây đều là cái bẫy của vợ cũ để đi dán quan hệ của hai người họ. Rất nhanh, vợ cũ phát động đợt tấn công lần hai. Trong biệt thự bí mật, vợ cũ ngồi bên cạnh cha Nam, đưa đôi tay thon dài ra chạm vào đùi của anh ta, muốn tiếp tục chuyện chưa hoàn thành ở khách sạn. Cha Nam vừa nhìn đã biết mục đích của vợ cũ chẳng qua là muốn trở về vị trí nữ chủ nhân thôi. Nhưng cha Nam khác với người khác là trái tim và cơ thể của anh ta tồn tại độc lập, cơ thể ngoại tình không có nghĩa là tim cũng ngoại tình theo. Lúc này, Hong Ju đã điều chỉnh tâm trạng tốt, quay về nhà đóng tốt vai người vợ âm thầm nhẫn nhịn mọi thứ, bởi vì cô biết kết hôn với cha Nam vốn là lợi dụng lẫn nhau chứ không phải vì tình yêu. Nhưng cô vẫn không chút hy vọng cha Nam có thể một lòng với mình. Nhưng khi cô đến biệt thự bí mật nhìn kẻ bác bị rơi trên sofa thì tim cô như bị đâm thật đau. Cô tức giận đi tìm vợ cũ phát cho cô ta một bạt tai thật mạnh. Chính thức vẫn còn sống sờ sờ đây, vợ cũ còn dám đi quyến rũ sao? Vợ cũ Di Săn bị đánh đến ngơ ngác, cô ta chưa từng chịu huấn luyện lớn như này. Di Săn thề rằng sẽ không để Hong Ju đáp ý quá lâu. Hôm đó cơ hội đến rồi. Di Săn nhìn que hai gạch liền mừng thầm. Cô muốn cậy vào đứa con này trở về vị trí con dâu hào môn. Bác sĩ không ủng hộ việc cô giữ lại đứa bé này bởi thể chất của cô quá kém, rất dễ xảy thai. Nhưng Di Săn không quan tâm nhiều như thế. Cô biết mẹ chồng đến nằm nuôi cũng muốn có cháu trai nên nói dối đứa bé trong bụng là con trai, hy vọng mẹ chồng sẽ giúp mình trở về cái nhà đó. Mẹ chồng nghe đó là con trai thì rất kinh ngạc, bởi vì con dâu bây giờ không thể sinh con nên bà đặt hết hy vọng vào đứa cháu trai trong bụng Di Săn có thể nối dõi con đường. Dù sao nhà rất lớn, thêm một người vẫn ở thoải mái. Hong Ju thấy cạn lời luôn, cô lại nhận được lời mời gặp mặt của Di Săn. Lần này Di Săn không dày dòng, trực tiếp nói bản thân sắp trở lại vị trí con dâu hào môn rồi. Nghe lời nói linh tinh của Di Săn, Hong Ju không nhịn được giơ cánh tay lên. Di Săn cũng không chịu thua, liền phản kháng.